Cái này phải bằng một. Thầy nghĩ mấy cái tích phân này rất đơn giản mà thầy trong giáo khoa cũng đã nói nhá. Và mấy em có thể thử lại mà không cần trong sách giáo khoa, mấy em nhìn không cần. Tại mấy này quá đơn giản. Mấy cái thao tác về hàm đơn giản nhá. Rồi, như vậy là ta đã biết cái dáng điệu của hàm mật độ nhá. Dáng điệu của hàm mật độ là cái nó ép dần vào cái trục tung khi lambda tăng dần. Phân với mũ có áp dụng nhiều trong lý thuyết độ tin cậy. Thì cái này khi đụng nào thì thầy sẽ nói nhá. Bây giờ nè, ta so sánh giữa phân với mũ và phân phối bắt sông. Phân phối bắt sông thì cũng đụng đến thời gian. Phân phối này cũng cứ e mũ thì thường đụng đến thời gian nhiều. Đây, ta phân biệt nè. Nếu số lần xuất hiện của một biến cố trong một khoảng thời gian cho trước, số lần xuất hiện trong khoảng thời gian đó thì đó là phân phối bắt sông. Nhưng thời gian mà giữa hai lần, thời gian giữa hai lần xuất hiện thì lại là phân phối hàm mũ. Đây thì thời gian giữa hai lần xuất hiện giữa biến cố đó là phân phối mũ. Chẳng hạn thời gian làm việc liên tục của một thiết bị giữa hai lần sửa chữa, thời gian chờ của một khách hàng để được phục vụ, ví dụ như vậy, đều là có phân phối mũ cả nhé. Và ta có định lý như vậy: nếu x thuộc vào phân phối mũ exponent của lambda nhé, thì hàm mật độ các em đã biết rồi, hàm mật độ ở đây rồi, hàm mật độ như nãy, nhưng hàm phân phối của nó là có cái hàm như vậy: fx lớn bằng 1 trừ e mũ trừ lambda x. Thì cái này các em lấy tích phân này lên thôi, phải không? Chúng ta chỉ cần lấy tích phân, tại vì fx lớn là gì các em nào? Lấy tích phân từ trừ vô cùng cho đến x của ft dt, tức là ta lấy tích phân đi từ 0 cho đến x của lambda e mũ trừ lambda t dt. Và như vậy đây là hàm lấy tích phân của hàm e mũ, rất đơn giản, các em sẽ tìm ra được là cái f lớn x này nè, tức là hàm phân phối có cái dạng như vậy. Thì nghĩ mấy cái này quá đơn giản, thì không có trình bày ở đây, các em sẽ tự hiểu phải không? Và thêm những điều khẳng định sau đây: kỳ vọng của cái hàm mũ, kỳ vọng của cái phân phối mũ là bằng 1 chia lambda, nó khác với Poisson là lambda nhé. Rồi, và va của x thì bằng 1 chia cho lambda bình, khác với Poisson. Poisson là nó bằng ở bên này lambda, bên này cũng bằng lambda, mà mũ thì nó giảm đi là 1 chia lambda, và cái này là 1 chia lambda bình. Còn cái e x bình này đó là cái kết quả trung gian thôi, kết quả trung gian. Em chỉ nhớ cái kỳ vọng và cái phương sai của nó đây nhá. Còn cái điểm phân vị đó, điểm phân vị xp nó bằng cái biểu thức này các em. Xp là gì? Xp là chính là cái điểm phân vị mà diện tích từ trừ vô cùng bên trái đó cho đến cái điểm xp, thì cái diện tích đó phải bằng p. Đây đây thì vẽ hình đây này, tức là cái diện tích ở bên trái của xp phải bằng p, và đó gọi là điểm phân vị. Nhắc lại đây, điểm phân vị thầy đã định nghĩa trước đây rồi đúng không? Và điểm phân vị xp với xác suất p thì cái hoành độ nó cho ta là trừ 1 chia lambda log của 1 trừ b nhé. Với p ở đây thì là một cái diện tích cho trước nào đó nhé. Ở đây có dấu trừ, ở đây có dấu trừ ở đây đấy. Và thêm một cái kết quả nữa là nếu x mà thuộc e lambda lambda bất kỳ nhé, thì ta đổi biến y bằng lambda x, thì cái biến y này này sẽ thuộc vào exponential của lambda bằng 1. Như vậy nó đơn giản, với lambda bằng 1 thì dáng điệu ta đã biết biết đúng không? Với lambda bằng 1 ta đã biết rồi. Đấy, tức là chỉ cần đổi biến x đang thuộc vào lambda bất kỳ thì lambda x sẽ thuộc vào e lambda 1, lambda bằng 1.
nhé. Bây giờ ta có một ví dụ để làm sáng tỏ cái hàm mẫu này. Hàm mẫu này thực ra thì trong chương trình khối kỹ thuật mới học, còn khối kinh tế thì không học phần này. Nhưng mà trong như thầy đã nói, thầy dạy trên cái phạm vi của vừa business vừa bên techniques, bên technology, cho nên là có cái nào là mình hội, nhưng mà cái nào mà tất cả cùng học thì tốt, còn bên này học bên kia không học thì thầy sẽ chọn cái bên phải học nha. Thì đây là thí dụ này là như thầy nói là cái phần này thì bên business không có học phần này, nhưng mà thầy vẫn dạy vì bên technology, bên technique á, bên các em học về khối kỹ thuật thì lại có học. Vâng, như vậy thì thầy phát biểu cái bài toán là chút xíu hết giờ đó, thì mấy em sẽ về nhà mấy em suy nghĩ, để hôm sau thầy sẽ giải nhé. Cái tuổi thọ x tính bằng giờ một thiết bị có phân phối là mẫu như vậy. Rồi phân mẫu mẫu này ta đã biết rồi đó, cụ thể với lambda là bằng số này, em ghi lại ha. Đấy, cụ thể lambda là nó nhỏ này, lambda nhỏ này, hãy tính và nói ý nghĩa của năm cái này, của sáu cái này a b c d e f, trước tiên là lấy xác suất, tính xác suất x lớn hơn 100, rồi tính xác suất để x nhỏ hơn 880 lớn hơn 720, tính kỳ vọng, lại tính xác suất tiếp tục, xác suất của x nhỏ hơn 1200 và tính xác suất để x lớn hơn k chia lambda với k dương, và tìm điểm phân bị x bằng 0.75 của x nhá. Thì nhắc lại đây, lambda của nó là cái này nhá. Các em ghi lại cái đề rồi thì sau thầy sẽ giải thích cái thí dụ này nhá. Đó, mấy em ghi lại đề. Và như vậy thì hôm nay thầy cũng đã giới thiệu các em những cái công cụ tính toán và chuyển sang đến cái hàm có phân phối là hàm mũ. Thì mấy em về nhà xem lại và tự giải, để hôm sau thầy giúp các em xem lại kết quả xem có đúng không. Và như vậy thì hôm nay thầy thân ái chào các em và cảm ơn các em đã theo dõi cái bài giảng của thầy. Thân ái chào các em. Thân ái chào các em. Tuần trước chúng ta đã ở bài phân phối nhị thức âm. Hôm nay thầy tiếp tục bài phân phối nhị thức âm. Và sau đó chúng ta sẽ đến một bài khác là bài phân phối chuẩn. Một trong những bài cực kỳ quan trọng đối với chương trình học xác suất thống kê. Bây giờ mời các em nhìn lên màn hình. Hôm đó thầy có nói qua về ví dụ 1, và thầy đã có hướng dẫn các em. Hôm nay thầy nhắc lại và chúng ta cùng giải với nhau. Cái ví dụ 1 là ví dụ
về nhị thức âm các em ạ. Gieo ngẫu nhiên liên tiếp mỗi lần hai con xúc sắc lý tưởng nhá, gieo ngẫu nhiên liên tiếp mỗi lần hai con xúc sắc lý tưởng đều đặn đối xứng và đồng chất. Rồi cái câu này là cái câu để nó nói là mọi mọi cái trường hợp đều là đồng đẳng như nhau nhá, mọi trường hợp về kết quả rơi đều đồng đẳng như nhau cho đến khi gieo được hai lần có tổng hai mặt xúc sắc là 4 thì dừng nhá. Vậy các em nhớ nè, gieo ngẫu nhiên liên tiếp mỗi lần hai con xúc sắc nhá, và khi mà gieo được hai lần á mà có tổng tổng mặt xúc sắc là 4 thì dừng. Có nghĩa là vậy, mình gieo lên hai con xúc sắc nhá, nếu mà chưa thấy tổng mặt ví dụ 22 chẳng hạn là 4 là mới có 1 lần thôi, chưa dừng. Gieo đến khi nào thêm một tổng bằng 4 nữa, ví dụ 31 chẳng hạn, thì coi như là gieo được hai lần có mặt tổng là 4 thì ta dừng. Ý là như vậy nhá. Vậy các em phải ghi chú, tại vì cái phân phối nhị thức âm nó dễ hiểu lầm sang cái phân phối nhị thức nha. Gieo ngẫu nhiên liên tiếp mỗi lần hai con xúc sắc, gieo đến khi mà gieo được hai lần mà có tổng hai mặt xúc sắc bằng 4 thì dừng nha. Tổng hai mặt hai lần nha. Vậy là xác suất để số lần gieo là 4. Câu B, tìm giá trị trung bình của số lần gieo đó. Thì cái câu này thầy đã giải trước đây rồi, phải không? Giờ ta lập bảng hai chiều và đếm ô tổng để ta có cái bảng sau. Cái bảng này thầy đã giải một thí dụ ở chương 1 đúng không nào? Tức là tổng của hai mặt của hai con xúc sắc á, nó có giá trị từ 2 cho đến 12 hết rồi. Thì ở đây là minimum của nó là 1 cộng 1, đây maximum của nó là 6 cộng 6 và như vậy là hết. Và như vậy xác suất của tổng của nó là 2 là 1/6, 12 là 1/36. 1/36, 1/36 và nó đối xứng, phải không? Tổng là 3 là 2/36, tổng là 11 là cũng bằng 2/36. Nó đối xứng, nó tăng dần đấy các em. Nó tăng dần từ trái sang phải và từ phải sang trái cho đến khi nó đụng ở giữa, tức là xác suất để mà tổng là 7. Tức là hoặc 4 cộng 3 hoặc 3 cộng 4 đấy, phải không? Thì xác suất của nó là 6/36 hay là 1/6. Đây là xác suất cao nhất, đúng không? Xác suất cao nhất. Thế thì bây giờ như vậy, tại vì ta có x bằng 4 và r bằng 2, tại sao vậy? Tại sao x bằng 4 và r bằng 2? R bằng 2 là gieo để mà được hai lần có tổng bằng 4 thì ta dừng. Còn 4 ở đây là x bằng 4 đây nè, ha. X bằng 4 đấy. Và như vậy ta tính P của cái này là bằng 3/36 hay là 1/12, thì ta suy ra Q sẽ bằng 1 trừ cho 1/12, có nghĩa là bằng 11/12, đúng không? Cái x bằng 4 này là cái bài nói là gieo làm sao được trong 4 lần như vậy, thì có trong 4 lần có 2 lần là tổng của nó bằng 2, như vậy là x sẽ bằng 4, R bằng 2 nhá, R bằng 2. Xuất hiện 2 lần, gieo 4 lần, xuất hiện 2 lần nhá. Và như vậy theo công thức xác suất nhị thức âm ta đã biết là x trừ 1 R trừ 1 nhá, tổ hợp tuyến tính tổ hợp của x trừ 1 rồi R trừ 1 rồi PR Q x trừ R nha. Ở đây x của ta là 4, R là 2, cho nên là cuối cùng là R là 2, còn x trừ R cũng là bằng 2 luôn, tức là 4 trừ 2 bằng 2. Thì ta thế vào đây C31 là 3, P là 1/12 nhân 2 lần lên đây, Q cũng 2 nhân 2 lần lên, và cuối cùng ta bấm máy để ta ra được là 0.0175. Có nghĩa là gì các em? Có nghĩa là gì? Khoảng 100 lần như thế thì có khoảng 1
1.75% là đạt được cái gieo 4 lần mà trong đó có 2 lần xuất hiện, tổng của nó là bằng 4. Đấy. Câu số 2 thì rất là đơn giản phải không các em? Câu số 2 chính là kỳ vọng mà. Kỳ vọng thì ta nhớ là công thức của nó là Ex của nó bằng R chia P. Nhớ vậy thôi. R của ta là 2, P của ta là 1/12. Sau khi ta nhân lên thì bằng 24. Có nghĩa là gì đây các em? Trung bình mà nói, giao 24 lần, giao 24 lần thì ta được là 2 lần có tổng bằng 4, 2 lần cái tổng mặt xúc sắc bằng 4. Ý là như vậy nhá. Giao 24 lần nhá. Đây là bài toán đầu tiên. Đấy. Giờ ta sang ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai. Các em đừng lầm nhá. Đây là nhị thức âm negative binomial. Còn cái binomial là nhị thức thôi nhá, nhị thức thôi. Thầy mong các em là phải nhớ cái định nghĩa và phân biệt hai cái phân phối này. Ví dụ hai là gieo ngẫu nhiên liên tiếp mỗi lần 3 đồng tiền lý tưởng. Gieo mỗi lần là 3 đồng tiền lên, tức là tung 3 đồng tiền cùng một lúc các em ạ, nhá. Cho đến khi gieo được hai mặt sấp trong một lần gieo. Tức là nếu mà tung 3 đồng tiền lên á mà có hai mặt sấp trở lên thì ta dừng. Có một mặt sấp thì vẫn chưa đạt yêu cầu và ta vẫn phải tung. Như vậy là được hai mặt sấp trong một lần gieo nhá thì dừng. Như vậy hãy tìm xác suất để số lần gieo là 3. Tức là gieo 3 lần á thì có được hai mặt sấp. Đấy, trong gieo 3 lần này có được hai mặt sấp và ta dừng, tức là ở lần gieo thứ 3 là ta dừng. Ở lần gieo thứ 3 là ta dừng thì vì ta được hai mặt sấp. Cứ có hai mặt sấp thì dừng, từ hai mặt sấp trở lên thì dừng. Một mặt sấp vẫn phải gieo tiếp tục. Như vậy người ta kêu là tìm xác suất để số lần gieo là 3, có nghĩa là trong lần thứ 3 mà gieo là được hai mặt sấp, đúng không nào? Đấy. Hiểu ý ở đây là lần thứ 3 mà ta gieo là ta được hai mặt sấp. Đấy. Câu B, tìm giá trị trung bình của số lần gieo đó. Tìm giá trị trung bình của số lần gieo đó. Thì đây là gợi ý cho ta cái gì nào? Khi có cái nghĩa mà trung bình ở đây thì ta nhớ đến cái từ keyword của nó là kỳ vọng nhá. Expectation, kỳ vọng, trung bình số lần gieo nhá. Tìm giá trị trung bình của số lần gieo đó để được hai mặt sấp. Đấy. Thì cái câu này nó tương tự như câu ví dụ 1 thôi nhá. Bây giờ nè, xác suất để được hai mặt sấp mỗi khi gieo 3 đồng tiền là C32 nhân với 0.5 lũy thứ 3. Tại sao vậy các em? 3 lần được hai mặt sấp, 3 lần được hai mặt sấp thì đây là chính là công thức gì? Công thức của nhị thức thuần túy, đúng không? Nhị thức thuần túy, n lần được 2 lần, n lần được k lần đấy. Như vậy xác suất của nó chính là c n k p lũy thừa k nhân q lũy thừa n trừ k, đúng không? Mà vì ở đây là đồng tiền tung lên mặt sấp và mặt ngửa thì xác suất đều là như nhau, đều là 0.5. Cho nên CN ở đây là N bằng 3 và K bằng 2. P của ta là bằng 0.5 thì Q của ta cũng là 0.5. P lũy thừa K là 2 nhân với Q lũy thừa N trừ K, có nghĩa là 3 trừ 2 là 1. Như vậy là 0.5 lũy thừa K là 2 nhân với 0.5 lũy thừa N trừ K là 1. Và như vậy thì để chung vào đây, có nghĩa là bằng C32 0.5 lũy thừa 3. Đấy. Vậy ta tính trước cái này, gieo 3 đồng xu lên nhá thì được để hai mặt sấp thì xác suất của ta chính là công thức nhị thức bình thường nhá. Đây chưa nói gì đến nhị thức âm. Rồi. Bây giờ ta coi câu A, như vậy là tìm xác suất để lần gieo thứ 3, tức là đến lần gieo thứ 3 thì ta mới đạt được là có hai mặt sấp. Ý là như vậy. Đúng không nào?
Đấy. Thì đây thầy nói tổng quát hơn nè, nếu chú ý gieo lần thứ K thì dừng, có nghĩa là lần thứ K thì gieo được hai mặt sấp đúng không, tại vì gieo được hai mặt sấp thì ta dừng liền đó. Như vậy là gieo lần thứ K thì ta được hai mặt sấp, còn lại là K trừ một lần đầu là không có gieo được hai mặt sấp, đồng ý không các em, đúng không? Lần thứ K ta gieo được hai mặt sấp ta dừng liền, và tất nhiên là K trừ một lần trước đó thì ta không gieo được hai mặt sấp, do đó xác suất ta đã biết rồi thì bằng cái gì đây, xác suất đây gieo được hai mặt sấp chính là P, P của ta là ở cái trang trước đấy phải không, và một trừ P có nghĩa là Q đó, một trừ P mà K lần trừ tức là K lần trừ một trước đó không được, tức là đây chính là Q lũy thừa K trừ một đấy, mà P của ta chính là trang trước của thầy chính là cái này đúng không các em, P chính là C32 0.5 lũy thừa 3. Như vậy ở đây để K mà nó đúng bằng 3 đó thì ta chỉ cần thế K vào vào cái biểu thức này thì chính đó chính là xác suất thôi phải không các em, phải không, thế K bằng 3 vào đây thì ta được ngay. Như vậy là chỉ cần K bằng 3 vào đây tức là K trừ 1 là 2, P nhân 1 trừ P lũy thừa 2 là xong nhá. Đó thì các em thấy vào các em thấy ngay, hay ta có thể áp dụng ngay, đây là cách thứ hai ta có thể áp dụng ngay công thức nhị thức âm. Như vậy là thầy nhắc lại nhá, đây hoàn toàn thầy giải bài này cái câu A này hoàn toàn bằng bằng gì, bằng nhị thức thôi, chưa có được chưa đã động gì đến nhị thức âm đúng không, và như vậy đến đến đây này thầy mới bắt đầu áp dụng vào, đây chính là áp dụng nhị thức âm đây, còn lần đầu tiên là ta giải hoàn toàn bằng nhị thức nhé. Đấy, hay có thể áp dụng ngay công thức nhị thức âm với R bằng 1, x bằng 3. Tại sao vậy các em? X bằng 3 là đề bài người ta cho nè. Trong 3 lần gieo để lần thứ 3 đạt được là hai mặt sấp. Đấy, đạt được một lần thôi, đạt được một lần. Đạt được một lần có nghĩa là R bằng 1. Trong 3 lần gieo thì đạt được một lần, tức là ngay lần thứ 3 phải đạt được một lần, hai lần sấp. Và như vậy với P thì ta đã biết đây rồi, P ta tính ngay từ đầu bằng nhị thức đây, tính ra là bằng 3 phần 8 mà ta thế vào, ta thế vào cái xác suất giống như trên này thấy không, 3 trừ 1 tức là x trừ 1 r trừ 1 p lũy thừa 1 q lũy thừa 2, và chính là cuối cùng là C2 không, C0 là bằng 1 rồi, P1 Q2 thì nó giống y chang như trên này đúng đúng không các em. Đấy thì đây là hai cách giải đấy các em, cái thứ nhất là dùng hoàn toàn lý luận bằng nhị thức nhá, nhưng mà lý luận nhị thức nó hơi rườm rà là nếu mà khi cái số liệu R và X mà nó tăng thì lúc đó ta giải trình ta lý giải nó hơi phiền mà nó lâu đúng không, thì ở đây ta áp dụng ngay phương pháp thứ hai, ta áp dụng ngay công thức nhị thức âm, ta chỉ cần xác định X là bằng bao nhiêu, tức là gieo 3 lần, gieo đến lần thứ 3 thì được hai mặt sấp, đúng xuất hiện một lần hai mặt sấp nhé, thì ta có R bằng 1, x bằng 3, và ta thế vào công thức của ta là C tức là tổ hợp của x trừ 1 R trừ 1 P lũy thừa R nhân với Q lũy thừa x trừ R. Đấy. Thì công thức này nó nhanh hơn, ta không phải biện luận dài dòng như là ta dùng cái nhị thức ở trên này nhá. Câu B ở đây tí nữa thầy có thể áp dụng ngay cái công thức tính kỳ vọng của nhị thức âm, nhưng ở đây thầy muốn lý luận, tại vì ở trên thầy đã lý luận bằng nhị thức thì câu B này thầy cũng lý luận bằng nhị thức luôn để cho các em sẽ thấy so sánh nhé, so sánh giữa tài lý luận dài dòng của nhị thức nó vẫn ra và tài lý luận bằng nhị thức âm nó vẫn ra. Rồi câu B nè, câu B là gì, tìm kỳ vọng thôi, chẳng qua là tìm kỳ vọng số lần gieo là bằng bao nhiêu thì ta mới đạt được là hai mặt sấp
thì ta tính kỳ vọng thôi các em, phải không? Kỳ vọng của x, kỳ vọng của x thì bằng giá trị nhân với xác suất. Xác suất ta mới tính ở trên này nè, đây nè, xác suất đây, phải không? Xác suất đây thì khoanh bùng đây, còn giá trị là k, k bắt đầu đi từ 1 cho đến vô cùng, giá trị mà, phải không? K là cái số lần mà gieo để đạt yêu cầu đó, k bắt đầu đi từ 1 cho đến vô cùng, đúng không? Như vậy là ở đây chẳng qua là công thức của đầu tiên của cái chương 2 này thôi, tức là tìm kỳ vọng của bất kỳ một cái biến ngẫu nhiên nào thì chính là bằng giá trị nhân xác suất. Rồi thì lý giải một tí về cái này nhá. Như vậy ở đây là sigma của cái biến k, còn p là hằng số với k, cho nên p ta để ra ngoài được, thì để ra ngoài được. Và như vậy ta chỉ cần lấy cái tổng k bằng 1 cho đến vô cùng của k 1 trừ p k trừ 1. Thì cái này ở lớp 12 chúng ta đã gợi ý cho ta cái này chính là cái gì nào? Cái này giống như là đạo hàm. Đạo hàm của xn là bằng n nhân x n trừ 1, n nhân x n trừ 1, k nhân k trừ 1. Và như vậy chính là đạo hàm của cái p này thì ta để ra ngoài thôi, phải không? Còn cái biểu thức bên trong đây nè, chính là đạo hàm của cái biểu thức 1 trừ p lý thực k. 1 trừ p lý thừa k, đạo hàm này là đạo hàm theo p, biến p, biến p. Ở đây k bằng 1 thì ở đây k bằng 0 nhé các em nhé. Ở đây chẳng qua là viết lại, các em tính đạo hàm các em viết lại thì y chang như vậy nhé. Cái chữ p đây là do cái đạo hàm của 1 trừ p ở đây thì để ở đây, hai cái tổng này nó bằng nhau thôi. Nhanh nhất là các em khai triển một vài cái biểu, một vài các số hạng của cái này, rồi khai triển một vài số hạng đầu tiên của cái này, các em sẽ thấy bằng nhau ngay, đúng không? Khai triển một vài các số hạng đầu tiên và một vài các số hạng đầu tiên của cái này, các em thấy ngay đấy. Và như vậy đây chính là đạo hàm của p, cái biểu thức này nè, biểu thức móc ngoặc hàm của p nhân với trừ p, đạo hàm của cái này theo p thì bằng 1 trên p, bằng 1 trên p, đúng không các em? Đạo hàm của cái tổng này, tại sao cái tổng này là bằng 1 trên p? Tại sao cái tổng này là bằng 1 trên p? Tổng này tại sao ra bằng 1 trên p các em? Ở đây các em viết vài một vài các biểu thức, tức là số hạng ban đầu, thì các em thấy là ở đây giống như là k đi từ 0 cho đến vô cùng của một cái x, x ở đây thì gọi là 1 trừ p đó, x lý thừa k. Thì đây k từ 0 có nghĩa là bằng 1 cộng x1 cộng x2 cộng x3 cộng x4, nhớ không các em? Và đây chính là tổng tổng của cấp số nhân với công bội là x, x là bằng 1 trừ p các em, đúng không? Và các em viết tổng tổng cái này ra thì nó chính là bằng, cuối cùng là bằng 1 trừ p. Đấy. Nhớ không các em? Nếu sigma của k bằng 0 cho đến vô cùng của x lý thừa k nhá, k từ 0 nhá, thì có nghĩa là bằng 1 cộng x 2 cộng x 3. Như vậy nó chính là bằng tổng của cái tổng của gì, cấp số, tổng của các cấp số nhân với công bội là x nhé. Thì nó chính là bằng 1 chia cho 1 trừ x nhé. 1 chia cho 1 trừ x, 1 chia 1 trừ x, 1 trừ x mũ từ n chia cho 1 trừ x, nhưng mà mũ n ở đây nó sẽ tiến lên 0, và như vậy nó chỉ còn 1 trên, cuối cùng tính ra chỉ còn 1 chia p thôi. Đấy. Và ta tính ra, ta tính cái này ra, thế vào, nhớ p là bằng cái này, phải không các em? Thì nó bằng 2.66. Thì lý luận ở đây có vẻ nó hơi rườm rà nhưng mà nó khó, phải không? Vừa khó mà lại vừa rườm rà. Ở đây chi các em, để các em sẽ theo dõi
cái cách giải thứ hai nó nhanh chóng hơn, ta dùng ngay đến nhị thức âm, ta không cần lý luận rườm rà. Khi ta dùng chỉ có nhị thức không, chỉ có nhị thức thì vất vả hơn, đúng không? Và mấy cái phần này đó, thực ra trong những cái phần mà chứng minh tính toán về nhị thức âm thì mấy cái phần này trong chứng minh có hết ở trong sách giáo khoa nhá, có hết ở trong các sách giáo khoa. Các em tìm đọc trong các sách giáo khoa thì các em sẽ thấy những cái vấn đề tương tự như thầy đang nói ở đây. Đấy. Có nghĩa là gì? Cái kết quả này đó, kết quả này là gì? 2.66 có nghĩa là gì đó? Có nghĩa là gì các em? Gieo trung bình hầu gần như 3 lần thì mới mong có hai mặt sắp xuất hiện. 2.66 thì nó gần như là gieo trung bình gần như là 3 lần thì mới mong có hai mặt sắp xuất hiện, ý là như vậy. Đấy. Tức là kỳ vọng mà, phải không các em? Đấy. Bây giờ nè, bây giờ thầy giải cách hai nè, thầy gọi là chú ý. Đúng ra là gieo cho đến khi gieo được ít nhất hai mặt sấp thì dừng, ý như nãy thầy nói đó, chỉ cần gieo ít nhất được hai mặt sấp, ba mặt sấp thì dừng luôn, mà hai mặt sấp cũng phải dừng ít nhất mà, nhưng mới một mặt sấp thì vẫn phải gieo tiếp tục. Đấy. Tức nếu gieo được ba mặt sấp cũng dừng à. Và như vậy thì R bằng 1, chỉ cần đúng một lần thôi, xuất hiện đúng một lần thì ta dừng nha. Và số lần tối thiểu đạt điều kiện này là xảy ra ít nhất hai mặt sấp là như vậy. R bằng 1 là có hai mặt sấp thì ta dừng. Và x của ta cũng là bằng 3, x của ta là bằng 3 nhá. P của ta là như nãy thôi, R bằng 1 và R bằng 1 đấy nhá. X của ta là 3, R của ta bằng 1. Và câu câu B đó, ta tính kỳ vọng, ta chỉ cần lấy R chia P thôi. R chia P là 1 chia cho P, P của ta là cái này. Và như vậy ta lại tìm lại cái kết quả hồi nãy đây nè, đúng không nào các em? Đây, 1 chia P đây. R của ta là 1 mà, đúng không? Đấy. Thì mong bài này các em hiểu, đúng không nào? Bài này ta giải hai cách đấy. Cách thứ nhất là thầy dùng thuần túy bằng nhị thức. Còn cái phần chú ý này thì thầy dùng hoàn toàn bằng nhị thức âm. Nhị thức âm. Nha, nhị thức âm của câu B. Câu B chỉ cần lấy kỳ vọng là bằng R trên P là xong. Đấy. Hơi rắc rối một tí, phải không? Tính toán về nhị thức âm là hơi rắc rối. Các em phải xác định được thế nào là x bằng bao nhiêu. X là cái số lần gieo, số lần phải thực hành tối thiểu để đạt được R lần, cái điều mà ta mong muốn, cái gì đó. Đó. Nhá. Trong NP, tức là NP tức là NP đó, negative binomial, thì ta phải xác định được x bằng bao nhiêu và R bằng bao nhiêu. X là số lần thí nghiệm tối thiểu để đạt được, để thấy được là có R lần xuất hiện một cái biến cố A nào đó. Đấy, nhá, các em phải nhớ điều đó nha. Thì sang ví dụ 3 thì các em sẽ có thể sáng tỏ hơn nữa. Nhưng ví dụ này khó hơn một tí, phải không? Hai sinh viên chơi một trò chơi như sau. Cả hai luân phiên lấy mỗi lần 2 bi nhá. Từ một cái hộp đựng 3 bi trắng và 5 bi đen. Các em ghi tốc ký một chút xíu ha, để nắm được cái ý của bài nào. Hai sinh viên chơi trò chơi như sau. Rút luân phiên, anh A rút ra 2 bi nhá, nếu không đạt thì bỏ vào trong. Đến phiên anh B rút ra 2 bi, nếu không đạt cái gì đó bỏ vào trong. Đây, để mình coi đạt cái gì nhá. Luân phiên lấy mỗi lần 2 bi từ hộp 3 bi trắng và 5 bi đen. Bi sau được rút ra, bi sau khi rút ra được trả lại vào hộp.
Tức là sau khi mà rút ra, anh nào cũng vậy, rút ra mà không được kết quả thì vẫn phải để bao hộp trở lại. Người nào lấy ra trước được hai bi trắng thì thắng cuộc. À, ý như vậy là như vậy thầy diễn ôm như vậy nhá, tức là hai A và B chơi, trong hộp bi thì có ba bi trắng và năm bi đen, như vậy là có 8 bi đúng không, ba trắng và năm đen. A rút ra hai bi, nếu thắng hai bi, mà nếu mà là hai bi trắng thì dừng luôn, coi như là A thắng. Còn A rút ra mà không đạt hai bi trắng, có một đen một trắng hoặc là hai đen, thì giục cái bi đó lại vào hộp và đến phiên B lại rút. Rút nếu mà được hai bi trắng thì B thắng và B dừng, coi như trò chơi dừng, ý là như vậy. Thì ta sẽ tính xác suất, đây tính trung bình có bao nhiêu phiên như thế để kết thúc trò chơi. À, cái đề bài đây là tính trung bình có bao nhiêu phiên lấy như thế để kết thúc trò chơi nhé. Ở đây người ta không hỏi là ai thắng cuộc, người ta chỉ nói là tính trung bình là khoảng bao nhiêu lần mà rút như vậy, A và B rút như vậy thì cuộc chơi dừng. Tức là lấy ra được đầu tiên là hai bi trắng thì ta dừng luôn, hai bi trắng ta dừng. Đấy. Như vậy đầu tiên nhớ là mấy ngày này ta phải xác định được x và r nhá. Đầu tiên là ta tính kỳ vọng. Ở đây bài này có nghĩa là ta tính kỳ vọng số lần lấy kể cả hai sinh viên để trò chơi kết thúc nhá. Đó. Và P của ta là bằng như vậy các em. P thì rất đơn giản rồi, phải không? P là có 8 bi mà rút được hai bi trắng thì dừng. Như vậy xác suất của ta là C 82, có 8 bi lấy 2. Còn thuận lợi cho hai bi trắng thì có 3 bi trắng mà, phải không các em? 3 bi trắng nè, 5 bi đen, như vậy 3 rút 2. Như vậy là tử của ta là C32 và ta tính ra là bằng 3/28. Nhỏ phải không các em? Nhỏ. Rồi. Vậy P của ta biết nè. P thì thường là dễ tính, nhưng bây giờ x, r ta phải xác định. X bằng bao nhiêu và r bằng bao nhiêu? Theo các em thì bằng bao nhiêu nào? Đúng không? P thì dễ tính, x, r các em phải suy nghĩ nhá. Như vậy là ta tính kỳ vọng thôi, ex bằng r chia p. P là như vậy. R thì R tại sao bằng 1 nào các em? Thì ta quan sát đúng có hai lần vi trắng nó xuất hiện đúng một lần thì R bằng 1 là chắc rồi. Ở đây ta không cần đến x tại vì đề bài người ta chỉ hỏi đến kỳ vọng thôi. Tức là tính trung bình gieo, tức là hai sinh viên A và B thay phiên nhau lấy trung bình là khoảng chừng bao nhiêu lần thì trò chơi dừng. Ở đây ta tính là E của ta bằng 9.33, như vậy 10 lần, phải không các em? Gần như là 10 lần thì trò chơi này sẽ kết thúc. Trung bình mà nói thì 10 lần, trò chơi sẽ kết thúc trong vòng 10 lần, trung bình mà nói, đúng không? Đấy. Và các em có thể tự thêm vô một số những cái câu hỏi, ví dụ như là tính xác suất để người lấy trước là thắng cuộc, ví dụ vậy. Người lấy trước mà rút ra được hai bi trắng dừng thì tính xác suất của người lấy trước bằng bao nhiêu, và có thể tính người lấy sau xác suất bằng bao nhiêu để thắng cuộc, ví dụ như vậy nhá. Rồi thầy tiếp tục nhá. Như vậy riêng với bài này thì ta chỉ cần tính kỳ vọng mà như vậy hầu như là 10 lần, gần như là 10 lần trung bình mà nói thì trò chơi này sẽ kết thúc. Đấy, phải không? Ví dụ 4. Ví dụ 4. Giả sử xác suất thành công của mỗi thí nghiệm là 0.8. Thí nghiệm trong hóa học hay cái gì đấy nhá, hóa học trong phòng thí nghiệm hay là trong những cái phòng thí nghiệm về vật lý, phòng thí nghiệm về
những cái môi trường ví dụ như vậy. Thành công thì là 0.8 nhé. Bây giờ ta làm sao nào? Tiến hành các thí nghiệm liên tiếp độc lập cho đến khi quan sát có 3 cái thí nghiệm thành công thì dừng. Nó na ná như là nhị thức đúng không? Nhưng mà nhớ là cái khái niệm mà nhị thức âm thường nó gắn liền với bài toán. Quan sát bao nhiêu lần xảy ra biến cố nào đó, biến cố A nào đó thì dừng. Cái này nó khác. Còn nhị thức thuần túy á, trong n lần thí nghiệm thì có k lần xuất hiện một cái biến cố nào đó mà ta chú ý. À, còn cái này nó khác. Tiến hành mà quan sát thấy k lần xuất hiện biến cố nào đó thì dừng, không làm nữa. Nó khác. Còn những như trong n có k lần xuất hiện, hôm nay là thấy có 3 lần mà thí nghiệm thành công thì ta dừng. Đó, nó khác cái chỗ cơ bản nhất của cái nhị thức và nhị thức âm là như vậy. Tính xác suất để số thí nghiệm cần thiết đúng bằng 6. Tức là phải thí nghiệm 6 lần thì có 3 lần thành công thì xác suất là bằng bao nhiêu? Ít nhất là phải thí nghiệm 6 lần thì ta mới đạt 3 lần thành công là bằng bao nhiêu? Là câu B. Và nhiều nhất là 6. Nhiều nhất là 6 lần ta sẽ được 3 lần thành công. Đấy. Như vậy đây đúng 6 lần là x bằng 6 phải không các em? Còn R bằng 3 nè. 3 lần thành công, đây là x bằng 6 nè. Còn này ít nhất nhiều nhất thì ta dùng cái đây là keyword thôi phải không? Em sẽ dùng biến cố gì? Đối lập đơn giản thôi. Và bài này như vậy xác định ngay là x bằng 6 và R bằng 3, đúng không? Câu A. Và x là số phép thử cần thiết để tiến hành thì x thuộc vào NP negative binomial. Phải không? RP. X là số phép thử cần thiết. Số phép thử tối thiểu để có R lần xuất hiện sự thành công. Nhớ nha. Rồi. Như vậy câu thứ nhất như thầy đã nói, như vậy là R bằng 3 và X bằng 6, P là 0.8 có rồi. Vậy là ta chỉ cần tính cái gì đây? Xác suất để X bằng 6 là xong. X bằng 6 thì ta nhớ công thức này. Công thức nhị thức đây. Compile X trừ 1 R trừ 1 đúng không? Tổ hợp của X trừ 1 N R trừ 1 PR X trừ R. Thế vào đây thôi. Ta đã có X bằng 6, R bằng bằng 3 và P của ta là 0.8. Thế vào thôi. Thế vào cái này. Nhá, thế vào. Thế vào. Thế vào và cuối cùng là C52. C52 P lũy thừa 3 Q lũy thừa 3. Nhớ P của ta là 0.8 thì Q của ta sẽ là 0.2. Thì các em bấm máy cái này đơn giản thôi nha. Em bấm máy các em sẽ thấy khoảng 4%. Hơn 4% một tí. Tức là xác suất để mà ta thí nghiệm 6 lần trong đó có 3 lần thành công. Có đúng 3 lần thành công thì dừng á, thì nó chính là bằng khoảng hơn 4% một tí, phải không? Đấy. Câu B là câu ít nhất phải không các em? Câu B ta tính xác suất để x lớn hơn 6. Ít nhất mà. Ít nhất trong 6 lần thử thì có 3 lần thành công, ta dừng. Và như vậy ở đây là ta sẽ tính x lớn hơn hoặc bằng 6. Từ 6, 7, 8, 9, 10 cho đến vô cùng. Phải không? Cho đến vô cùng. Thì ở đây ta dùng cái công thức biến cố đối lập bằng 1 trừ cho x bằng 3 cho đến x bằng 5 của P, x lớn bằng x nhỏ, đúng không? Nhớ không nào? Của ta nhớ nha. Nhớ lại ngay từ đầu, bắt đầu x đi từ k, tức là x tuy
K của ta đây lúc này là R đó, x từ R. R bằng 3, 4, 5. Và 6 thì nó ở bên này rồi. Như vậy là ta lấy từ 3, 4, 5 và ta trừ thôi. Ta lấy xác suất đầy đủ là 1 trừ cho x bằng 3, x bằng 4 và x bằng 5. Là xong, đúng không các em? Đấy, vậy ta tính từng cái này đó, tính ba cái này ra. Với x bằng 3 thế lại vào cái công thức bàn ở trên, x bằng 4 thế lại công thức bàn ở trên, x bằng 5 thế lại công thức bàn ở trên, và ta lấy tổng ba cái đó, và ta lấy 1 trừ tổng ba cái đó là xong, đúng không? Không các em? Đấy, ví dụ giờ thầy tính từng cái này. X bằng 5 ta thế vào trên này, x bằng 5 cũng thế trên vào nhá, x bằng 5, x trừ 1 thì đây là bằng 4, đây đại khái như vậy nhá. Các em tính ra, tính lại công thức này một tí thôi, b lũy thứ ba quy lũy thứ hai, tính số ra nhá. X bằng 4 cũng vậy, thế vào công thức x bằng 4, 4 trừ 1 ở trên là r là vẫn là 3, nhớ là r vẫn là 3 nhá. Đấy, và quy r p r quy x trừ r. Đấy, thế vào x bằng 3 tương tự như vậy. Người ta tính ba cái này ra, ba này, và ta lấy một trừ tổng của ba anh này là xong, đồng ý không các em? Đấy, và cuối cùng là để cho tối thiểu thí nghiệm 6 lần đạt được cái ta mong muốn, chính là con số này đây, và bằng một trừ cho tổng của ba anh này chính là 0.94208. Mấy này thầy mong các em là phải ghi lại về kiểm tra lại những phần tính toán của thầy ở trên nhé. Còn công thức thì đúng rồi, nhưng mà có thể những phần tính toán có thể thầy lầm thì sao, đúng không? Thì thầy cũng đã tính toán rất kỹ rồi đấy, nhưng mà về mặt các em cũng phải tính toán lại nhé. Tính toán lại ở phần đại học á, thì chúng ta cần cái phần phương pháp luận nhiều hơn. Còn về phần tính toán thì các em nhiều hơn, các em phải tính toán. Còn đối với các giáo viên dạy thì họ chú ý về phần phương pháp luận nhé. Nhưng về phần mình để tính toán ra được đáp số cuối cùng để ta làm bài thi, phải ra được đáp số cuối cùng là mấy em phải tính, công việc của mấy em phải tính nha. Và như vậy câu B của ta chính là 0.05792. Đấy, coi như là câu B xong. Còn câu C thì thầy nghĩ là các em về nhà các em tính, tức là xác suất để x nhỏ hơn hoặc bằng 6 thì chính là bằng 3, 4, 5, 6. Bốn cái này mình cộng lại thôi, cũng tính y chang như là thế lại cái công thức x bằng 3, 4, 5 và 6. Thì ta sẽ tìm ra được bốn cái số hạng này để cuối cùng chúng ta cộng lại, và cuối cùng chính là để nhiều nhất là 6 lần thì chính là 0.98304, phải không em? Rồi, thầy mong mấy em tính toán lại kỹ mấy phần này để kỳ sau chúng ta lại tiếp tục, và kỳ sau thì chúng ta sẽ sang cái bài gọi là phân phối chuẩn. Thầy mong các em về nhà ôn tập để thấy những cái bài giảng và đạt được những yêu cầu khi mấy em lên lớp. Thầy thân mến, chào.